cái gì vậy trời mấy bạn ơi? Bây giờ thằng mới biết là mấy cái cây đuốc linh hồn này nó không thể sáng được trong cái thế giới của tháng, mà nó chỉ sáng được trong cái thế giới địa ngục thôi. Wow. Trời, sắp sáng rồi mà mấy cái con zombie này nó vẫn hành tháng nè. Cái cây kiếm kim cương này sắc bén cấp độ 3 nè. Nào, vô đây mấy con zombie, vô đây. Wow, hai con luôn. Bây giờ bọn nó tránh nhau nè. Bọn nó không biết tránh nhau để bọn nó vào đây quanh tháng này. Cho chúng mày ngu này. Ui, ba con luôn này. Lại thì ba con luôn này. Ba con. Ây da. Wow. Với cái cây kiếm được phù phép cấp độ 3 này, thằng đấm vào nó hai phát là bọn nó ngéo rồi. Trời ơi, mà bây giờ mình đói quá rồi nè. Để xem trong cái lò lung này có cái thức ăn gì không. Ui, mấy bạn ơi, chả có thức ăn gì luôn. À, thằng có cái vật tổ trường sinh nè. Thằng sẽ cầm bên tay phải nha, để thằng được hồi sinh thêm một mạng nữa. Nhưng mà bây giờ thằng đang quá là đói luôn. Ui, đây có cây kiếm kim cương nữa nè. Trời ơi mấy bạn ơi, còn đúng 5 cái cây đùi thôi. Bây giờ là thằng sẽ đi thịt bò. Lúc nào đói là có luôn con bò hay là con lợn ở đây. Thịt luôn. Lại thì con bò này rồi. Bây giờ thằng có 3 miếng thịt bò. Lướng thịt. Ui, chưa gì mà lắng như này rồi á. Rõ ràng bây giờ đang là mùa thu rồi mà lắng như thế này chói hết cả mắt nè. Rồi các bạn ơi, trong lúc là đợi thịt nó chín nè, thằng lướt Facebook thì thằng lướt được cái bức ảnh này. Đây. Ui, các bạn có nhìn thấy đây là ai không? Đây là thắng TT chứ là ai nữa. Công nhận là cái bạn này vẽ đẹp thực sự luôn. Không biết bạn này học lớp mấy. Bạn ấy có đang xem cái video của thắng không? Nếu mà đang xem cái video của thắng thì nhớ comment nha. Ăn thôi. Ui, cái ông đi dân làng đi. Wow, các bạn ơi. Ông dân làng nhìn thấy ăn thịt thèm quá nhưng mà thắng không cho đâu. Ông này có thèm thịt đâu. Ông này chỉ thèm vàng với cả ngọc lục bảo thôi. Chủ yếu là thèm ngọc lục bảo với cả kim cương ấy. Hoặc các bạn này, hôm nay có việc gì không nhở? Hay là bây giờ đi ra ngắm thảo nguyên xem nó có. Wow. Oh my god các bạn ơi. Kia là con bò kim cương kìa. Trời. Thằng phải chạy ra xem được. Con bò kim cương. Wow. Thằng không bị hoa mắt đâu mấy bạn ơi. Nhìn nè. Đây là con bò kim cương luôn. Wow. Đúng là giống y hệt cái màu mỡ của thằng luôn. Cái con bò kim cương này. Nhưng mà bây giờ thằng sẽ làm gì với con bò kim cương? À, thằng sẽ nhân giống nó nha. Nhưng mà phải có hai con bò kim cương thì mới nhân giống được cơ. Bây giờ thì làm gì cho nó. À, đấy các bạn ơi. Đúng rồi, thằng sẽ bắt một con bò kim cương với một con bò thường về để xem là bọn nó sẽ đẻ ra cái con bò gì nhở. Đúng rồi, bây giờ lúa. Ôi, thằng lại không có lúa. Tớ quay về ngôi làng để lấy lúa để lùa. À, khéo nha các bạn ơi, khéo nó đi mất đây. Các bạn nhìn hộ thắng nha, khéo là nó đi mất tiêu là toang luôn toang luôn, là mất luôn con bò xịn sò. Trời ơi, sáng ngày ra hôm nay là mùng mấy nhở? Hôm nay là mùng 2 sao? Hôm qua, à không phải, hôm nay là mùng 3 rồi chứ không phải là mùng 1 nữa. Mọi người hay bảo là mùng 1 là số đỏ, mà hôm nay thắng mùng 3 rồi, số nó vẫn đỏ luôn các bạn. Lúa đây. Ê, lấy một cái kiện rơm này. Ok, có ngay một cái kiện rơm nha. Để lấy ra lúa. Ui, sợ có lúa rồi, bây giờ là đi lùa. Mà các ơi, ô chuồng bò. Bây giờ chuồng bò ở đâu ta? À, đầu kia lại không có cái chuồng bò nào. Chán thật sự luôn. Nhanh lên, không là cái con bò kim cương nó đi mất tiêu là không có cái gì cả. Ê, trời ơi, các bạn ơi, cái ngôi làng này không có một cái chuồng bò nào luôn. Wow, bên này một đàn bò luôn mấy bạn. Ui trời, ui, đây, có một con bò trắng này các bạn ơi. Ui, có một con bò trắng luôn kìa. Đầu kia có con bò kim cương, còn bên này có con bò trắng này. Wow, con bò trắng là con bò. Ui, iron bò các bạn ơi. Đây là con bò bằng sắt nè. Trời ơi, con bò sinh ra từ sắt thật được. Từ, thằng phải đi chặt gỗ, chặt nhiều gỗ mới được. Để thằng làm cái chuồng xong thằng về nhìn giống con bò sắt với con bò kim cương. Hoặc là con bò kim cương với con bò thường. Đây rồi, đã xong ngay hai cái chuồng thí nghiệm. Nhưng mà nó nhiều cỏ quá. Thằng phải phạc mất cỏ, xong mất cái cỏ nó mọc nhanh thế nhỏ. Cái cỏ này, lại còn có hoa. Lại thì cỏ này, này thì hoa này. Xong rồi nha các bạn ơi, có hai cái chuồng ấy nha. Rồi là sẽ đi lùa cái con bò kim cương, cả bò, lùa cả con bò thường nữa. Bò ơi, chả biết là cái con bò kim cương nó thích ăn lúa hay là nó thích ăn kim cương đây. Mà kim cương là thằng cũng có nha. Đây này, thằng có một viên kim cương này. Bây giờ thằng sẽ cầm cái viên kim cương này lên để xem là con bò kim cương. Ui, lại bị đói rồi các bạn ơi. Rõ ràng mình nướng 3 miếng thịt bò mà bây giờ còn đúng một mỗi một miếng thịt bò đây. Kim cương đây, bò ơi. Bò. Ui,
nó không thích kim cương, chắc là nó thích ăn lúa bình thường rồi. Đợi 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 đó đó các bạn ơi, tỉnh ta đen ngay. Giỏi giỏi, lùa hai con này về nhé các bạn ơi, nhà hơi bị xa nên là lùa nó hơi bị lâu. Nào nhanh em ơi, nhanh này, nhanh này, nhanh này, hai con bò này, con bò này, nhanh này, nhanh này, lao 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 lao, vô đây vô đây vô đây vô đây, đây đây, từng con vào một thôi. Giỏi ơi, bọn nó đây bị ngã rồi, tỏ một con vào một thôi. Trời ơi, một con vào một thôi, khổ quá. Nào nào, vào đi bạn ơi, vào đi, vào đi, vào đi. Ui giời ơi, con bò này đi ra cho nó vào. Đó 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 đó, ui nó chạy mất tiêu rồi. Đây này, đây bạn ơi, bạn ơi, đây 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 đây, vào đây vào đây vào đây. Ui ui, vào đây vào đây vào đây vào đây bạn ơi. Trời ơi, sao cái ông dân nặng, ông lại đi xa. Đi ra cho con bò nó vào. Đấy đấy, vào đây. Đó, được rồi nhé. Bây giờ nó sẽ cho hai con bò này ăn để xem nó sẽ đẻ ra cái con bò màu gì nhé các bạn ơi. Con đẻ ra con bò kim cương hay đẻ bò đá. Ăn nè, ăn nè. Ok, lao lao, thành quả thành quả. Nào nào nào. Ôi giời ơi các bạn ơi, nó chỉ ra con bò bình thường thôi. Trời ơi, thí nghiệm của mình thất bại rồi. Chắc là phải đi tìm con bò sắt kia. Con bò sắt, con bò sắt. À, Thắng sẽ đi lấy sữa xem là cái con bò kim cương, đúng không các bạn ơi? Xem con bò kim cương nó sẽ ra sữa kim cương. Phát này mà Thắng không lấy được kim cương từ con bò kim cương kia là Thắng sẽ làm thịt ngay. Bởi vì là Thắng đang bị đói rồi các bạn. Rồi sắt đâu, sắt đâu, sắt đâu, sắt đâu. Ok, cái đường chế tạo mà, chứ mình làm gì có xô sắt. Đâu rồi, xô sắt bên nào ta? Đói, có ngay một xô sắt ngay. Hay quá, mà mình có nhiều sắt mình sẽ chế tạo nhiều xô sắt luôn. Nhiều xô sắt luôn. Nào, x8 xô sắt, x9 xô sắt luôn. Bây giờ hớ một phát hết sạch sữa kim cương của nó luôn. Nhưng mà chả đứt biết có biết được, có được. Đâu rồi, đâu rồi con bò kim cương con... Ui giời ơi các bạn ơi, hớng ra sữa bình thường, bò làm gì ra kim cương đâu. Chán nhé, tưởng thế nào cơ. Giời ơi là con bị đầy rượu, vứt cái cánh cửa này đi. Đây này, sữa bình thường của nó này. Ui ôi, thôi uống sữa cũng được các bạn ơi, uống sữa chống đói, đúng rồi, uống sữa chống đói. Hí hí hí. Eo ơi các bạn ơi, cứ tưởng cái con bò kim cương này là con bò kim cương thật cơ, hóa ra nó cũng chỉ là cái con bò bình thường, nó chỉ ngụy trang với cả nó có tên thôi. Chứ lúc mà con bò bình thường là ta phải múc ra sữa kim cương hay là múc ra kim cương rồi chứ. Mất cả công, thôi ta sẽ làm thịt nó nha. Vứt cái xô sắt này đi. Wow, oh my god, các bạn nhìn đây này. Uầy, trời ơi các bạn nhìn, trời ơi sữa kim cương luôn này. What, thằng có hoa mắt không? Ui, trời các bạn ơi, được hẳn 69 viên kim cương luôn. Oh my god, mình có nhầm nhọt sang trồng trọt không ta các bạn ơi? Mình có nhầm nhọt sang trồng trọt này. Thằng sẽ vứt hết sạch kim cương đi nha, vứt hết sạch kim cương ra ngoài. Đó, vứt hết sạch kim cương ra ngoài này rồi nhá. Bây giờ lúc ấy là thằng, ui, có cả khối kim cương luôn nè. Oh my god, trời ơi, Thắng có bị đau đầu hay Thắng đầu của Thắng có bị làm sao hay mắt của Thắng có bị làm sao ta? Lại coi đây, lại nha, lại nha, lại nha. Đây, con bò kim cương này nha. Cái con bò này mới đi ra, con bò lại đi ra. Nó đang là mẹ thôi, cho nó chăm con nha, lúc nào sẽ thịt nó sau. Con bò lại đi ra. Nào các bạn, con bò kim cương này. Bò kim cương. Wow! Có sữa kim cương luôn mấy bạn ơi. Oh my god. Trời ơi, sữa kim cương thật nè, không phải là đùa đâu. Oh my god, sữa kim cương nè. Trời ơi, đây nha, cầm kim cương lên, thằng đập vào xuống nhá. Wow, nó ra kim cương thật kìa. Oh my god, nhiều kim cương kinh khủng luôn. Trời ơi, không phải là mơ đâu. Đây này, thằng sẽ sang bên này, thằng tìm cái con bò sắt lúc nãy nhá. Đâu rồi, con bò sắt lúc nãy đâu mất tiêu. Wow, các bạn ơi, đầu kia có con bò xanh xanh. Hình như con bò xanh xanh là cái con bò cỏ sao? Con bò cỏ là sẽ lấy ra nhiều thóc lúa sao? Nhưng ôi đây, what? Đây là, à, obsidian này các bạn ơi. Con bò obsidian luôn, nhưng mà không thích, không thích, không thích. Từ từ, ở bên này có con bò màu xanh, ta nghi nghi. Nó là con bò ngọc lục bảo, chứ không phải là con bò cỏ đâu. Đúng, wow, emerald. Emerald, emerald chính là con bò ngọc lục bảo đó các bạn ơi. Emerald, wow, oh my god, múc sữa nha. Múc sữa, ủa, cái con bò này nó cũng chỉ ra sữa bình thường thôi mấy bạn ơi. Uống sữa, không phải đâu, đây là thằng múc sữa nha. Nó vẫn có sữa nhưng mà chúng ta sẽ lấy sữa theo cách khác. Bây giờ chúng ta muốn lấy sữa ngọc lục bảo của nó nhá. Nè nè nè, ủa, vứt xô ra, ủa, cái gì chạy nhanh vậy trời. Mày không cho tao lấy sữa, con bò này chạy đi đâu? Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, ồ, oh, có ngay sữa, ôi ôi, sữa emerald đây mấy bạn ơi. Uầy, các bạn có tin được không? Tin được không? Tin được không? Làm sao mà tin được chứ? Nhưng mà các bạn phải tin nó trước mặt các bạn đây đây. Đó, sữa emerald luôn. Wow,
Amaro, này nha. Nào, đập nó xuống, đập sâu xuống. Wow, các bạn ơi. Wow, không phải tin nổi luôn. Con bò đẻ ra Amaro, sữa cho Amaro với cả khối Amaro, block Amaro. Trời ơi, đỉnh thật sự luôn. Thế này thì thằng lo gì giàu nghèo nữa. Thằng sẽ mua máy bay nha, thằng mua ô tô, thằng mua các kiểu, các kiểu, các kiểu, các kiểu. Con đã điếu về đây. Wow, hôm nay vui ơi là vui, số đỏ ơi là đỏ luôn. Thôi, bây giờ thằng phải kết thúc cái video của thằng tại đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau nha. Bye 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 bye.